Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đánh bạc do tướng công an bảo kê khởi tố 17 người liên quan ở Bắc Ninh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 người ở tỉnh này về hai tội là tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những người này bị cáo buộc có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam cầm đầu. Đường dây này từng được bảo kê bởi hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Truyền thông nhà nước vào ngày 30 tháng 12 cho biết Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam 9 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người còn lại. Đây là hình ảnh các nghi can bị bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra bắt đầu xác định nhóm người trên là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống đánh bạc trực tuyến thuộc đường dây đánh bạc của ông Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam cầm đầu. Tin nói từ tháng 7 năm 2016 cho đến tháng 12 năm 2017, nhóm người bị bắt cáo buộc đã tổ chức đánh bạc, giao dịch cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hệ thống game bài đổi thưởng RigVip, một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ thống điều hành Android, Windows Phone, sử dụng các thiết bị điện thoại di động, thông minh hoặc máy vi tính, máy tính bảng, v.v. Trong phiên tòa phúc thẩm tháng 3 năm 2019 trước đó, ông Phan Xảo Nam bị tuyên án 5 năm tù giam và buộc phải nộp lại hơn 929 tỷ đồng, đồng thời bị tịch thu nộp công quỹ hơn 548 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông này được cho ra tù sớm vào ngày 6 tháng 2 năm 2021 vì được Tòa án Quảng Ninh chấp thuận đề nghị của trại giam vì cho rằng đã lập công trong thời hạn chấp hành án tù. Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Hà Nội sau đó lại ra kháng nghị về việc thả sớm ông Phan Xảo Nam vì cho rằng không đủ điều kiện và thi hành án kỷ luật một loạt các quan chức tỉnh ủy, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vào hồi tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị nói trên và buộc ông Phan Xảo Nam tiếp tục chấp hành án tù. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ cũng vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ công an của tỉnh Phú Thọ. Lý do 4 người này bị cho liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho ông Phan Xảo Nam, một người thì bị tù vì chùm tổ chức cờ bạc trên mạng. Đây là hình ảnh ông Phan Xảo Nam, người cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ, bị kết án 5 năm tù. Truyền thông nhà nước vào ngày 6 tháng 12 cho biết thêm những cán bộ công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng, bao gồm Đại tá Đào Văn Lý là trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Hoàng Phương Nam, trưởng công an huyện Hạ Hòa, nguyên Phó trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Thường, nguyên giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, và Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Tin cũng cho biết Đại tá Đào Văn Lý là người chỉ đạo Thượng tá Hoàng Phương Nam soạn hai văn bản lập công sai sự thật cho ông Phan Xảo Nam và trực tiếp ký xác nhận việc lập công nói trên. Hành vi của ông Đào Văn Lý bị nói là vi phạm quy định của Đảng, của pháp luật nhà nước và quy định của Bộ Công an. Ông Lý cũng bị xác định là vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh Điều tra khi giao giấy xác nhận cho bị cáo Phan Anh Tuấn. Đây là hình ảnh hai tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của ông Phan Xảo Nam, gồm ông Phan Văn Vĩnh bên trái và ông Nguyễn Thanh Hóa. Đại tá Nguyễn Văn Thường thì bị kỷ luật vì trực tiếp ký quyết định cho hai bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ sắp xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn ông Phan Xảo Nam viết đơn trình bày có nội dung sai sự thật. Thượng tá Thạch Văn Thắng là người ký nhận xét việc vi phạm của phạm nhân Phan Xảo Nam sai sự thật và vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm điều lệ của đảng viên. Ông Phan Xảo Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, là một trong những chùm tổ chức cờ bạc online nổi tiếng với sự bao che của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi đương chức và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Bị cáo Phan Xảo Nam bị bắt giam vào hồi tháng 10 năm 2017 và bị tuyên án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao đã hủy hai quyết định
giảm 22 tháng tù cho ông Phan Xảo Nam vì không đủ điều kiện và không có căn cứ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 3,8 tỷ đô la. Đây là những tin liên tục trong ngành Bộ Công an xảy ra những sự việc khủng khiếp nhất. Và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đó là vào ngày 2 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng được xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch lên tới hơn 3,8 tỷ đô la, tức là khoảng hơn 87.600 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai người cầm đầu bị bắt là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạm giữ tổng cộng 59 người gồm 13 người trọng điểm, 16 con bạc, 30 người liên quan và thu giữ gần 21 tỷ đồng, trong đó có gần 3 tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy tính, điện thoại, sổ hồng, hợp đồng mua bán bất động sản và nhiều tang vật khác. Đây là hình ảnh các nghi phạm cầm đầu bao gồm Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân. Theo cơ quan an ninh điều tra, nhóm này đã tổ chức đánh bạc trên hai trang mạng. Hai trang này được hình thành qua nhiều lần thay đổi từ các trang khác và làm trung gian kết nối với sàn cá cược quốc tế Evolution.com và qua đó hưởng hoa hồng từ người chơi. Phương thức đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính rồi quy đổi, nạp và rút tiền, gây khó khăn trong việc xử lý. Để tham gia đánh bạc, người chơi thì phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài, sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Các đối tượng đã hình thành với nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản và tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý các cơ quan chức năng. Cũng cách đây không lâu, Công an quận Từ Liêm ở Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành sinh năm 1989 cũng cầm đầu. Bước đầu, Công an đã thống kê hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là hình ảnh sàn giao dịch tiền ảo Remitano, nơi các con bạc nộp tiền rồi mua tiền ảo để chuyển qua các trang đánh bạc trên mạng. Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Công an cũng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng qua trang evido.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà, sinh năm 1984 cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4 năm 2021 đến khi bị triệt phá, tức là 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ euro, tức là tương đương với 30.000 tỷ đồng. Theo một cán bộ của A05, Bộ Công an, trước đây các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng hay lấy trang chủ yếu là cá cược bóng đá và các loại cá cược khác từ nước ngoài về để hoạt động. Nhưng vài năm gần đây hoạt động cờ bạc qua mạng còn tự lập hệ thống, viết ứng dụng v.v. Hiện tại, việc giao dịch tiền ảo qua ví điện tử chưa được hệ thống pháp luật điều chỉnh một cách đầy đủ, nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Và cũng trong khoảng một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình trạng đánh bạc qua mạng càng nở rộ. Các đường dây này phát triển như hình thức đa cấp, đại lý, người chơi ở khắp nơi tại Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã gia tăng việc chấn áp các hoạt động đánh bạc trên mạng. Một số quan chức cấp cao trong ngành công an thậm chí cũng đã bị kết án tù vì bảo kê cho các hoạt động đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Điển hình hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Hai người này đã bị tuyên án tù lần lượt là 9 và 10 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam mở đối ngoại nhưng bóp đối nội. Từ Bắc vào Nam hiện nay cũng đang sôi lên từng ngày về vụ kit test Việt Á, được cho là cơn sóng thần có thể làm nhấn chìm uy tín của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ấy vậy nhưng dư âm của hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử hơn 76 năm tồn tại của nhà nước chuyên chế vẫn còn đó trên nhiều diễn đàn. Tác giả Gia Cát Tường đã có bài bình luận mang tựa đề Việt Nam mở với đối ngoại nhưng bóp với đối nội, được đăng tải trên đài FA với nội dung được chia sẻ như sau.
Giới phân tích nhận thấy có quá nhiều phi lý, bất cập, thậm chí là lệch chuẩn trong chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong hội nghị của Trung ương hôm 12 tháng 6. Một mặt ông quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre trong một đít cua dài hơn một giờ đồng hồ. Mặt khác, ông lại ra lệnh xử nặng những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Cả hai nhật lệnh này được chính quyền tung ra trong cùng một buổi sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021. Không phải đặc sản của Việt Nam cũng là điều mà dư luận đưa ra. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra triết lý đối ngoại được cho là mới nhưng không mấy thuyết phục. Không thuyết phục vì bản thân cái khái niệm nền tảng ngoại giao cây tre vừa không chỉ duy nhất có ở Việt Nam, vừa không độc đáo do Việt Nam nghĩ ra. Thái Lan đã có hẳn một nền chính trị cây tre hoặc là một nền ngoại giao cây sậy nổi tiếng từ trước cả các cuộc thế chiến. Nền ngoại giao cây tre, cây sậy của các nhà lãnh đạo Thái Lan nổi tiếng đến mức chính Thủ tướng Thái Lan đã nhắc nhở Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhờ tính uyển chuyển chiến lược mềm như tre mà Thái Lan đã không phải đánh nhau với các đế quốc to. Câu chuyện xưa này diễm ấy không ngờ lại sống lại trong thời điểm hiện nay, được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam coi như một phát hiện ra tân thế giới. Khi đưa ra chủ trương này, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam không những đã thuổng ý kiến và ý tưởng từ Thái Lan, mà chính ông đã lặp lại bản thân mình. Vì cách đây hơn 5 năm, tại Hội nghị Ngoại giao 29 tổ chức tại Hà Nội hôm 22-26 tháng 8 năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu y chang như vậy tại Hội nghị Đối ngoại ngày 14 tháng 12 năm 2021. Đúc kết về trường phái ngoại giao của Việt Nam, ông Trọng cho rằng mang đậm bản sắc cây tre thì chỉ đúng với vế đầu là mềm mại mà cứng cỏi. Những đặc tính còn lại gắn cho loại tre là khá khiên cưỡng như nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người. Những đặc điểm thuộc tính người, loài tre làm gì có đặc tính đó, kể cả chấp nhận nhân cách hóa. Đây là hình ảnh cây tre, là hình ảnh gắn bó với làng quê tại Việt Nam. Tre mạnh bởi đặc điểm sinh thái của nó là luôn kết với nhau tạo nên thiết chế lũy tre làng. Tre bao giờ cũng mọc thành khóm, thành bụi, tre không đơn độc. Lũy tre chịu đựng được gió bão là do bởi các bụi tre luôn phát triển nhờ vào các cấu trúc liên minh, liên kết. Tre sở dĩ đứng vững trước gió bão là do tre có sự đồng lòng cao. Trước gió bão không bao giờ có hiện tượng cây thì ngả về đông, cây lại ngả sang tây cả. Không rõ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói đến trường phái ngoại giao cây tre có biến đến đặc tính của tre là sự liên minh, liên kết chặt chẽ với nhau và nội bộ tre luôn đồng lòng cao, có thể có thế mới chống được gió bão như là một đặc điểm sinh tồn hay không. Những đặc tính đó của tre hoàn toàn xa lạ với các đặc điểm của ngoại giao và con người Việt Nam hiện nay. Triết lý bổ sung cũng lệch chuẩn. Ngoài trường phái cây tre, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phát triển thêm một vài nguyên lý khác cho đối ngoại Việt Nam giai đoạn tới, như phải giữ thể diện cho nước lớn và mềm nắn, rắn buông. Xử lý khéo léo quan hệ với các nước là đúng, quan tâm nhiều hơn đến các nước láng giềng và các nước lớn là hợp lý. Nhưng tôn trọng và giữ thể diện là cơ bản của văn hóa ứng xử. Nó không chỉ cần cho nước lớn mà cần trong ứng xử với nước, các nước, nhất là với nước nhỏ và lạc hậu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc tập trận với quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Triết lý này không những cần cho quan hệ giữa các quốc gia với nhau mà cần cho quan hệ giữa con người với con người. Người bề dưới yếu, nghèo mà tôn trọng người bề trên mạnh, giàu là chuyện thường tình. Nhưng người bề trên tôn trọng và giữ thể diện cho kẻ bên dưới dù họ ở trong tình trạng bất lợi hay thua thiệt thì mới là người có văn hóa. Trong kết nối văn hóa, một xu thế quan trọng của nhân loại là phải tôn trọng những khác biệt và đối lập. Đấy là cội nguồn của văn hóa khoan dung. Nếu chỉ quan tâm đến tôn trọng những thế lực hơn mình thì dễ rơi vào tình cảnh đội trên đạp dưới, một thái độ của những quốc gia không theo chính sách hòa hiếu và khoan dung. Đáng lưu ý hơn, ông Trọng đòi đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước
đối ngoại, nhân dân và cả hệ thống chính trị phải biết mềm nắn, rắn buông. Người Việt Nam cũng chưa bao giờ xem mềm nắn, rắn buông là một lối ứng xử tử tế cả. Tiền nhân khái quát rằng mềm nắn, rắn buông là để lên án lối hành xử bất nhân, vô đạo, nhưng ông Trọng lại công khai bày tỏ mong muốn hoạt động đối ngoại phải theo phương châm này. Có thể do cảm thấy xấu hổ vì chỉ đạo chân cháo tới mức trần trụi của ông Trọng, chỉ có một số cơ quan truyền thông chính thức tường thuật nguyên si về hoạt động đối ngoại phải biết mềm nắn, rắn buông. Một số cơ quan truyền thông chính thức đã chủ động loại bỏ chi tiết này. Đây là hình ảnh ánh mắt nảy lửa của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, được xem là hiếm hoi trong thái độ ngoại giao với Trung Quốc trong giai đoạn Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông và nhiều vụ va chạm tàu cá gia tăng tại Biển Đông. Khái quát là mềm nắn, rắn buông được nhiều người nghe trực tiếp, còn trong văn bản được công bố sửa lại là cương nhu kết hợp. Có thể do ông Tổng Bí thư lỡ lời nên truyền thông chính thống có báo đăng nguyên văn, có tờ thì lược bỏ. Tuy lược bỏ nhưng lời nói rút ra khó mà có thể thu lại được, nhất là ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cương nhu kết hợp là đúng, còn dùng nhu chế cương thì người dùng nó phải thông minh hơn đời, chứ không phải nhu nào cũng thắng được cương. Người chưa đủ thông minh mà nhu quá có thể dẫn đến hèn yếu, bị dẫm đạp. Đó không phải là cương nhu kết hợp, mà là cách hành xử của bọn người cơ hội, kém thông minh nhưng lắm mưu mô. Đó không thể là sách lược ngoại giao chân chính. Ngoại giao thì nước nào cũng đặt quyền lợi của nước mình lên hàng đầu, nhưng phải trên cơ sở hai bên, nhiều bên cùng có lợi. Mềm nắn, rắn buông là cách chỉ nghĩ cái lợi cho mình là chủ yếu và cái lợi trước mắt. Nếu thực sự vì quyền lợi lâu dài của dân tộc mà gặp chuyện quá rắn cũng phải tìm cách gỡ dần, chứ sao lại buông đi. Khi gặp chuyện quá mềm thì cần nâng cao cảnh giác, chứ sao đã vội nắn để thưởng thức, chứ không phải để tìm vật sắc nhọn giấu bên trong nó. Những phản đề về văn hóa chính trị cũng được đưa ra. Dân tộc Việt Nam có truyền thống đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Chẳng nhẽ minh triết ấy chỉ để mở đối ngoại, còn đối nội thì ngược lại hay sao? Vẫn biết não trạng của giới lãnh đạo tại Việt Nam là nhờ vào những giá trị về địa chính trị của đất nước trong lịch sử và đặc biệt là trong cuộc tranh đua giữa các đại cường hiện nay, nên phương Tây buộc phải nương nhẹ với Việt Nam về dân chủ và nhân quyền. Đây là hình ảnh một mặt Việt Nam rêu rao với thế giới là có dân chủ, một mặt thì bỏ tù hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến. Điều nghịch lý là một kẻ chuyên quyền như Hun Sen gần đây mà cũng đòi to tiếng tố cáo tình trạng mất dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trước thế giới. Những án tù chính trị trong mấy tuần nay như Phạm Đoan Trang 9 năm, Trịnh Bá Phương 10 năm, Nguyễn Thị Tâm 6 năm, Đỗ Nam Trung 10 năm và còn Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm. Còn Lê Trọng Hùng và nhiều người khác nữa, những bản án chính trị khắc nghiệt và bất hợp hiến vẫn tiếp tục được tòa án tại Việt Nam sản xuất ra hàng loạt dưới ý đồ của Đảng. Thế giới và một phần dư luận trong nước đã ngay lập tức lên án chính sách khủng bố trắng thường dân bằng các bộ luật dừng. Sẽ tiếp tục có nhiều phân tích về câu hỏi là tại sao hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gia tăng đàn áp tiếng nói của bất đồng chính kiến, nhưng lại làm ra vẻ thông thoáng về mặt đối ngoại. Và điều chớ trêu là chính ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính vừa nhắc nhở gần đây sự năng động của văn hóa nước nhà, văn chương, chính trị, triết học và các bình diện xã hội dân sự phải phát huy đồng bộ với phát triển kinh tế. Vậy xin hỏi hai ông, tại sao Đảng không mở rộng một không gian tự do cho công dân được có quyền thực thi tự do ngôn luận, phê phán chế độ, đề nghị những khả thể chính trị khác cho quốc gia này? Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã phải kêu trời lên rằng, thứ hai ngày, những bản án chính trị gần đây là những cái tát vào mặt quốc dân, là những phản đề của tiêu chí văn hóa và văn minh mà Đảng và các ngài muốn nhân dân theo đuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 với bản tin Việt Nam mở đối ngoại nhưng bóp đối nội. Cũng nhân đây, nhân dịp năm mới, tập thể Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kính chúc quý vị bạn đọc sức khỏe và nhiều may mắn trong năm mới này.